Ờ, à, mồng 2 tháng 9 em ra Hà Nội làm nám chị á à, Ok ra Hà Nội làm nám đi ờ, à, Hiện tại thì mồng 2 tháng 9 Nếu mà đi ba người là quyến Mai chỉ còn 400.000 đồng đó Ra đi nha Chị nói về xu hướng tầm nhìn kinh tế Thời gian tới đi chị ờ, à, Đối với bản thân Mai Thì uh, Mai kể cả nhà nghe uh, Ngày hôm nay hai vợ chồng Mai Khánh Mới đi lấy một con xe siêu xe Về bốn mấy tỷ đó Thì trong vòng 3 tháng là Mai mua ba con siêu xe Là gần 100 tỷ luôn thì uh, nhiều người hỏi là tại sao kiểu kinh tế uh, suy thoái mà tại sao uh, chị Mai vẫn mua xe ẩm ẩm Thì uh, trên thực tế thì uh, Mai hay nói là ăn khi lành dành khi ốm Cho nên là uh, Mai nói từ rất là lâu rồi, không phải là cái ngành thẩm mỹ là cái ngành kiếm tiền của Mai Mà Mai kinh doanh hàng chục ngành nghề cho nên là uh, <laughs> Mai kinh doanh bất cứ ngành nghề gì Mai đều đều đông khách nha Có nghĩa là làm thẩm mỹ cũng đông khách, làm áo cưới cũng đông khách làm emk photolab cùng đông khách mà kể cả là uh, mai làm bắt đồng sản thì nhiều bạn bảo là bắt đồng sản bây giờ đang suy thoái đi xuống nhưng mà ví dụ như nếu mà các bạn không có tiền mà các bạn mượn tiền ngân hàng các bạn mua bắt đồng sản đó, thì các bạn mới lo chứ còn ví dụ như bây giờ mình có tiền mình mua bắt đồng sản đúng không mình không hề mượn của nhà nước một đồng nào cả Mà mình muốn bắt đồng sản thì Mình cứ phải định hướng ngay từ đầu là Trong cuộc sống mà có thuần và có nghịch Có nghĩa là nó có lên có xuống Và có thuần và có nghịch Thì uh, giống như là bây giờ tất cả bắt bốn bắt đồng sản Bây giờ đó là nó đang đi vào Cái tỷ lệ là nghịch bởi vì là Kinh tế suy thoái thì nó kéo theo Ngành nghề gì cũng suy thoái uh, Tuy nhiên thì ví dụ như bây giờ mai không bán được Thì mai đề đó uh, Mai cứ nhắm mắt khoảng 4-5 năm sau thì kiểu gì á uh, Đắt mà phải rất khoát nó không có xuống đâu lên nó không lên nhưng mà xuống thì nó không xuống chắc chắn luôn à, nhưng mà mình phải để bốn năm năm thế nên nếu mà bây giờ ai có tiền á thì bắt đầu là người ta đâu có lo là vay nợ vay nần đâu còn nếu mà ai vào mượn ngân hàng á thì lại mẹ đẻ lại con là bây giờ ngủ được đó thì mai kinh doanh cái gì cũng vậy mai tính thuần và nghịch luôn nha cho nên cả nhà mà trước khi đầu tư á à, bất cứ một cái ngành nghề gì thì cả nhà phải xác định là có thuần và có nghịch À, nếu thuần thì sao à, nếu nghịch thì sao chứ đừng có bao giờ nghịch là à uh, cứ thuần tiền lúc nào thuần tiền lúc nào thuần tiền lúc nào thuần tiền không có gì đó đâu nha yeah.